Quang Đậu xin chào các bạn. Tình hình dịch bệnh thì hôm nay Phan Thiết được coi như là sau cái chỉ thị 16 thì có nới rộng ra. Mặc dù như thế nhưng mà cái thời gian là giới nghiêm là vẫn là 20 giờ đêm. Nói thì bây giờ các nhà nghỉ ở khu vực mình lại bắt đầu mở cửa, nhưng mà nhà mình thì hôm nay mới mở cửa đó. Tình hình dịch bệnh thì nói chung là đem lại đời sống nhân dân của mình hôm nay rất là khó khăn. Các nhà nghỉ mở ra thì là không có khách. Hôm bữa giờ nhà mình thì có một số khách là gọi điện hỏi chừng nào là mở cửa lại, nhưng mà nhà mình thì hôm nay là mới mở cửa đó. Các nhà nghỉ kế bên thì có nhà thì không có, như nhà nghỉ bình dân thì không mở. Còn một số nhà nghỉ khác gần đây thì cũng mở, nói chung là cũng mở gọi là làm cầu Âu thôi, chứ còn tình hình dịch bệnh thì nói chung là hôm nay là cũng chưa có trở lại bình thường. Thỉnh thoảng có một hai phòng, đây là cái tiền sảnh nhà mình đây, nhưng mà cũng chuẩn bị là tới giờ giới nghiêm rồi. Bây giờ là 19:30 rồi. Mình cũng đi lại những hình ảnh này cho anh em bạn bè và con cái con cháu ở gần xa biết là cái sự sinh hoạt đời sống tất bật của các hộ kinh doanh. Thì hôm nay là mặc dù mở đèn sáng như thế nhưng mà khách thì vẫn là khách vắng đó, đường rất vắng. Nói chung làm du lịch ở Mũi Né cũng thế thôi. Bây giờ ở đây là khu vực nhà nghỉ thì nói chung là chỉ có khách vãng lai, một số anh em bạn bè ở xa các huyện đi vào thành phố, vào thị xã thì có đi ngang qua Phan Thiết thì cũng ghé lại để mà nghỉ, dừng chân lại nghỉ dưỡng ở Phan Thiết rồi tiếp tục rồi đi chơi, thì chỉ có thế thôi. Quay lại cái hình ảnh của con bé Su Su, của bé Anty của nhà mình rất là tội. Những ngày tháng ảnh ăn ở với mình 12 năm trời, ảnh là 85 tuổi, mới tới chung là 85 tuổi mà ảnh chết vì cái bệnh oan này, để bác sĩ chích oan. Nên như bệnh một đường mà chích một nẻo rất là nguy hiểm. Cũng giống như mình, mua thuốc mà không biết là thuốc gì, rồi uống vào cũng nguy hiểm. Cho nên là tình hình dịch bệnh, được chích vaccine rồi này nọ thì mình không dám nói, mình nói người ta nói mình nói tầm bậy, nên thôi mình không dám nói gì hết về cái chuyện của nhà nước. Còn chuyện mình làm thôi. Bây giờ mở rộng mở cửa cho các hộ kinh doanh thì bây giờ mình cứ tuân thủ theo, làm đúng 20 giờ đêm là mình sẽ đóng cửa. Còn chuyện đời sống coi như là mỗi người tự lo, chứ không ai lo cho mình cả. Thiện nghiện thiện quéo gì bữa nay là sùm lùm sùm lủm sủm, chết lên chết xuống. Nói chung là lòng tham của mọi người là rất vô đáy các bạn, rất vô đáy. Ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp. Vậy thôi, ai cũng nói tôi là giỏi, tôi là hay, vậy thôi. Có ai thôi, hai cô ca sĩ chứ cô nào khen cô nào đó, đúng không? Cũng như với anh em văn nghệ sĩ với mình vậy thôi. Cho nên mình không phải ngồi đây để mình nói chuyện tào lao, cũng thế thôi. Anh nào cũng nói mình là hay á, không có ai nói mình là dở cả. Cho nên là những cái thời gian mà mình đi công tác ở vùng rừng núi rất lây cờ ho thì những người đó gọi là tốt bụng. Nếu mà nói đến cái tốt bụng thì rất là khó. Tâm thiện mỹ con người coi như đi đến
coi như ngõ cụt, chỉ vì lòng tham vô đáy thôi. Thì hôm nay là thôi cũng báo cáo với quý vị khách hàng của mình biết ở trên Facebook rồi, cũng đã thông báo là nhà nghỉ mình đã họp đặt lại, thì một số anh em bạn bè đã đến nhà nghỉ mình thì đến ủng hộ. Xin chào các bạn nha, và xin chào.